Thưa quý vị, người dân các tỉnh miền Trung đang oằn mình chống chọi với cơn lũ lịch sử và tinh thần hướng về miền Trung là dòng chảy liên tục được kết nối, liên tục mở rộng khắp cả nước, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu. Để có lượng lớn hàng hóa được đưa đến miền Trung, nhiều doanh nghiệp vận tải, tài xế đã kết nối bằng những chuyến xe không đồng. Hàng trăm chuyến xe chở hàng cứu trợ miễn phí như thế còn không quản ngày đêm, không quản bao khó khăn vất vả. Mỗi khi có nhóm thiện nguyện gọi điện, những bác tài thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại dịch vụ Phượng Hoàng có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh lại sẵn sàng cầm vô lăng, sẵn sàng hành trình về miền Trung để kịp thời đưa hàng cứu trợ đến người dân. Hơn 10 năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại dịch vụ Phượng Hoàng thường xuyên tổ chức những chuyến xe chở hàng cứu trợ miễn phí đến mọi địa phương trong cả nước. Riêng đợt thiên tai tại miền Trung, từ tháng 10 đến nay, công ty đã huy động hơn 40 chuyến xe tải chở hơn 500 tấn hàng, nếu tính thành tiền gần 1 tỷ đồng. Gần đây nhất, công ty đã hỗ trợ 2 chuyến xe chở 16 tấn hàng hỗ trợ về các tỉnh miền Trung cho Ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 20 năm làm từ thiện, nhưng mà mỗi khi là những chiếc xe tải là phải thuê. Nhưng mà năm nay thì được sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Phượng Hoàng và đã đồng hành chuyến đầu tiên đi Huế và Quảng Trị, và chuyến thứ hai này thì công ty cũng tiếp tục cho 2 chiếc xe để đi qua Quảng Ngãi và Quảng Nam. Hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, nhà xe Tấn Minh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không chỉ đóng góp bằng tiền mặt mà còn hỗ trợ miễn phí 1 chuyến xe chở 6,5 tấn đến tỉnh Quảng Ngãi với giá trị chi phí 15 triệu đến 16 triệu đồng. Đồng hành cùng hoạt động thiện nguyện tại địa phương, nhà xe còn kêu gọi các hãng xe cùng tham gia hoạt động này, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Thấy người ta khổ quá thì mình giúp thôi, chứ mình giúp được cái gì mình giúp, mình có gì mình giúp ở đó, có gì góp đó thì mình góp xe, rồi cũng có góp vô chùa rồi. Quá trình lục lọi miền Trung thì tôi cũng cố gắng để đưa một chuyến hàng ra cứu trợ đồng bào miền Trung, sắp thời gian và cố gắng lái xe an toàn cho đến nơi đến chốt, và cũng mong muốn là nhanh gọn đến với đồng bào. Những ngày qua, nhiều chuyến xe Bắc Nam ở hầu hết các tỉnh thành cả nước dù đang nỗ lực phục hồi hoạt động kinh doanh vẫn nhận chở hàng cứu trợ miễn phí đến các tỉnh miền Trung. Các bác tài trên những chuyến xe thấm đẫm nghĩa tình về miền Trung luôn chia sẻ cho nhau trải nghiệm, kinh nghiệm trên từng chuyến đi để hàng cứu trợ về miền Trung trọn vẹn ý nghĩa, an toàn, kịp thời.